Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Chị Store. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại đây và giới thiệu đến tất cả các bạn một con loa kẹo kéo đến từ hãng Agnos. Và con loa kẹo kéo mà ngày hôm nay mình giới thiệu với tất cả các bạn nó không quá là mới mẻ, tại vì con loa này ra mắt cách đây cũng đã khá là lâu rồi. Nhưng mà hiện tại thì nó vẫn đang được sự yêu thích của các bạn sử dụng để hát loa trong gia đình hoặc là hát loa kẹo kéo. Đó chính là con Agnos KB39U. Thì như các bạn biết, Agnos là một trong những thương hiệu không còn mấy là xa lạ đối với những bạn nào đam mê ca hát nói riêng, thì thị trường loa kéo di động Việt Nam nói chung. Thì đối với con loa Agnos KB39U này, thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về thiết kế. Thì các bạn sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào khi đi dã ngoại hoặc là du lịch, văn nghệ ở xa nhà hoặc là ngoài trời. Tại vì con loa này được thiết kế như một chiếc vali kéo nhỏ gọn, bánh xe lăn, dễ dàng điều khiển. Tay kéo khá là chắc chắn với cân nặng chỉ khoảng 21 cân, bạn có thể xách hoặc là vác dễ dàng. Ngoài ra thì bạn có thể khẳng định phong cách hiện đại nhờ vẻ ngoài rất là bắt mắt của con loa Agnos KB39U này, với tông màu đen mạnh mẽ. Ngày hôm nay thì mình chỉ nói sơ qua một số tính năng cũng như là cái cấu hình của con loa này, và đặc biệt là phần cuối cùng, đó chính là mình sẽ test thử một đoạn nhạc để cho các bạn nghe thử nha. Và ok, bây giờ thì mình sẽ nói thêm về phần tính năng kết nối. Thì con loa kẹo kéo Agnos KB39U có tính năng Bluetooth, giúp bạn có thể kết nối phát âm thanh cho bất kỳ thiết bị nào. Với tính năng này thì bạn có thể sử dụng cho hát nhạc, hội họp hay là chạy quảng cáo ngoài trời, đặc biệt là karaoke từ điện thoại, với hàng ngàn bài hát karaoke từ YouTube mà bạn có thể thỏa mãn đam mê ca hát của mình. Và đi kèm theo con loa này đó chính là hai chiếc micro không dây màu trắng. Ở phần phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái màu xám và một cái màu cam khá là nổi bật. Và đây chính là dòng micro cải tiến mới của Beatsbox KB39U. Nó có một cái chất lượng âm thanh hát karaoke khá là trung thực hơn và chắc chắn hơn. Tay cầm thì sẽ cho bạn một cái cảm giác không thấy nặng hoặc là mỏi tay khi mà chúng ta cầm hát lâu. Phần mà chúng ta sẽ không thể thiếu đó chính là phần công nghệ mà con loa này đã được kế thừa. Thì con loa này được tích hợp chip âm thanh là SAM 2634, đó chính là chip xử lý âm thanh cao cấp của Pháp. Và đây là loại chip xử lý âm thanh ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Điều này sẽ đảm bảo được là chất lượng âm thanh tuyệt hảo mà loa karaoke Bluetooth Agnos KB39U mang lại, tạo ra một cái sự khác biệt lớn của con loa kéo Agnos 39U với các sản phẩm cùng loại. Ngoài ra thì với việc có khoảng hơn 30.000 bài hát karaoke trên app Agnos thì bạn có thể tải về và sử dụng. Với công suất của nó cho ra là 300W thì không biết là chất lượng âm thanh của nó cho ra như thế nào. Và để biết thì ngay bây giờ chúng ta cùng nhau thử nào.